Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Trong cái bộ truyền thuyết này khả năng là chơi mết ngon. Ok, cụ thể là mết Saman có mèo 5 đô này, có rớt đấy, và cái bộ truyền thuyết nó cũng khá ngon để chơi Saman. Rồi hay đấy, ra con gấu này, câu gấu. Chúng ta sẽ câu con gấu mết và con gấu Saman. Trận này tự nhiên nó ra con cây sớm nhưng mà tôi không mua, bởi vì là tôi thấy cái truyền thuyết này mết mạnh quá. Để đối thủ chơi mết mạnh mà chúng ta chơi Feather thì nó không hay lắm. Đấy, mặc dù là cái bộ Feather fake thì cũng có thể chuyển qua chuyển lại giữa cái bộ fake 6 cá và cái bộ bộ Feather được, nhưng mà như thế nó sẽ rất là lằng nhằng. Nhiều khi có một cái pha mà tính sai ấy, chuyển vào là có khi là vớ vẩn là mất cả chục máu, hai chục máu cũng lên. Đấy, nhất là gặp beat chẳng hạn. Dạo gần đây beat nó rất là kinh khủng. Chuyển sai một phát là toang luôn. Au, đây rồi. Được đấy. Xem nào. Ra là con thỏ là con lên được 2 sao. Sao con thỏ lên được 2 sao. Ok. Tất nhiên là 2 sao thì chơi rồi. Chứ còn cũng không có phải là cố để đợi cái con Skybreaker lên 2 sao để chơi Goblin làm gì cả. Ok, cái con thỏ này tôi sẽ lấy cái Blink thôi, cho nó thôi. Chứ còn chưa đổi cái Blink vội. Đồ chia ra một chút, thỏ cầm một chút mà cái con Thunder cầm một chút. Để hai con nó có thể tung trưởng cùng một lúc, chứ còn không có con nào mà nó tung trưởng sớm, con nào tung trưởng muộn cả. Hai con cùng tung trưởng một lúc là ngon nhất. Rồi, Greater này. Gặp ngay bọn Greater. Ok. Có thỏ may rồi còn tung một trưởng ấy, nhưng mà vấn đề là vẫn thua. Khả năng đau này thua. Đen nhỉ, gặp ngay cái thằng Greater. Có 2 sao rồi mà vẫn thua. Tôi lại ra Greater này, nhưng mà bây giờ tôi không ưu tiên Greater. Bây giờ ưu tiên câu ra con gấu ấy. Gấu quan trọng hơn, chơi Saman là phải câu gấu. Thế này đi. Con gấu là lúc nào sẽ phải ở trong, chứ còn không thể bỏ ra ngoài đâu. Mà đã bỏ gấu ở trong rồi thì chúng ta sẽ không kích hoạt được Greater. Đấy, cho các anh em mà mới chơi, chưa biết thì cái bộ Greater nó sẽ chỉ kích hoạt được khi mà chúng ta không kích hoạt được bất cứ một cái hệ tộc nào ở trên cái bàn cờ thì mới chơi được cái Greater nha anh em nhá. Cái bộ Greater nó rất là đặc biệt. Nó giống như những cái bộ fake ấy, những cái bộ mà chơi kích hoạt bằng Wizard để mà kích hoạt được max tối đa tộc hệ thì nó cũng chơi kiểu như thế. Đấy, còn cái bộ gấu, bộ Fanda ấy thì nó cũng có một cách chơi rất là đặc biệt. Đấy là cả con game này nó chỉ có một con duy nhất là chúng ta có thể mua thôi. Đấy chính là cái con gấu 2 tiền. Cái con gấu hệ Metalith. Mặc dù là trong cái con game này nó có tới 5 con gấu cơ. Đấy, con gấu Saman này, con gấu Metalith 2 tiền này, con gấu cũng là Metalith nhưng mà nó cũng là 2 tiền nhưng mà nó lại là con gấu tổ. Đấy, và cái con gấu Met. Con gấu Assassin nữa. Trong cái bộ Fanda nó sẽ có 5 con gấu. Tuy nhiên là chỉ có thể mua được một cái con gấu thôi. Đấy, còn lại những cái con gấu khác là chúng ta sẽ phải triệu hồi nó bằng cái việc là cho cái con gấu chúng ta mua được duy nhất lên trên bàn cờ và để nó đẻ ra những con gấu khác. Đó, cái bộ nó khá là đặc biệt. Thì muốn chơi gấu là bắt buộc là chúng ta sẽ phải hy sinh một slot cho con gấu để cái con gấu đù này nó sẽ gọi ra, triệu hồi ra những cái con gấu khác. Đây thực sự là nó là một cái sự đánh đổi thôi. Nó là một cái con dao hai lưỡi khi mà anh em phải mất một cái slot trong cái bàn cờ của anh em để anh em nhét cái con gấu vào. Đây này. Đấy, nó ra được một cái con gấu nhưng mà rất là đen, nó lại là con gấu đù. Không có cái tác dụng gì cả. Và một con cái tỷ lệ của nó ra rất thấp. Nó chỉ có 10% thôi, tỷ lệ là ra bài thôi. Gọi ra cái con gấu khác là tỷ lệ nó chỉ có 10%. Đó. Thế nên là anh em cân nhắc nhá, anh em cân nhắc cái việc là anh em hy sinh để câu gấu. Như ở đây anh em cũng có thể thấy là tôi đã phải hy sinh cái slot cho con gấu, nhưng mà thực sự là không đáng lắm. Nên là tôi quyết định là tôi sẽ bỏ con 2 sao vào. Round sau tôi lên được cấp 6 ấy, tôi mới cho tiếp vào anh em nhá. Làm sao lại như thế, bởi vì là chúng ta ưu tiên là giữ máu nữa. Đấy. Mặc dù là có thể là cái con gấu nó cũng ngon đấy,
Nếu mà câu ra được gấu, nhưng mà trong cái trường hợp mà không câu ra được gấu thì sao? Thì nó là một cái sự đánh đổi rất lớn. Đấy, cả một cái quãng thời gian anh em bỏ gấu vào, và ví dụ như là anh em đến round 15 đi, nhưng mà đến round 15 mà không ra được con gấu nào thì thực sự anh em quá đen. Và anh em như thế là anh em bị đánh đổi quá nhiều. Cái lượng máu mà anh em mất đi nó sẽ rất nhiều. Đấy. Và chơi gấu này thường là tôi khuyên anh em là nên bỏ hai con eco vào, nó sẽ giúp anh em giữ máu. Ô, được quá nhờ. Lên được 2 sao này. Rồi, lại cho gấu vào. Đấy, chơi chỉ như thế thôi. Tôi không eco, mà hiện tại là tôi có cái bộ goblin giai đoạn đầu game khá là khỏe này. Thứ hai là tôi có 3 con 2 sao rồi nên là tôi cũng chả eco làm gì. Chứ còn bình thường nếu mà chơi câu gấu này thì cũng khuyên anh em là lên eco. Eco dễ chơi hơn là một này, thứ hai là giữ được tiền, thứ ba là gì? Là cũng giữ được máu. Chúng ta có những cái con eco, hai con thuộc tộc mục sư ấy. Anh em cho hai con thuộc tộc mục sư vào giữ máu thì nó cũng giống như việc anh em chơi, anh em bỏ đủ bài vào anh em chơi thôi. Thằng này mạnh quá nhở, không biết có ăn nổi không? Ăn được không? Cái con thỏ của tôi nó stun được cái con gây đam của nó. Thế thì sẽ ăn được thôi. Cái con thỏ của tôi là stun được con gây đam. Con Heaven Bomber bị bắt. Quá là ok luôn. Vậy là tôi còn có free công nghệ Mech nữa. Hy vọng là sẽ ra con gấu sớm cho tôi. Sama này. Ok, round này chúng ta còn có thể kiếm được sách nữa. Lấy 3 human vào chúng ta sẽ kiếm được sách. Cho 3 human vào round này. Đấy, những cái round quái này có thể tận dụng. Những cái này sẽ giúp anh em đẩy cao được cái số lượng tiền của anh em. Thậm chí round này có thể là vừa lấy sách vừa lấy công nghệ mất. Đấy, tạm thời cái round này chúng ta sẽ bỏ con gấu ra, không câu gấu vội, để có thể là lấy được cái quyển sách và cái công nghệ mất ở round này. Và chúng ta là coi như là riêng cái round quái này chúng ta có thêm 4 tiền ở đây anh em ạ. Đấy. Gia tăng cái lượng tiền để roll này, rồi để tăng cấp. Chúng ta sẽ tiết kiệm được những cái tiền tăng cấp và tiền roll. Hy sinh một round là không câu gấu. Gia tăng cái sức mạnh so với đối thủ. Rồi. Quá tuyệt vời. Ngoài ra tôi còn có công nghệ make để roll nữa cơ. Rồi. Sao đồ nào? Gậy sét thôi. Ok. Up cấp lên. Hiện tại là thiếu một chút tiền. Do ôm nhiều quá nên là không có tiền để mà up cấp. Khả năng lao này hy sinh con thỏ ấy. Con thỏ 2 sao nhưng mà tôi có cái dàn 2 sao rồi. Nên là thôi. Từ từ đã, cái đao này không kịp anh em ạ. Ô chết rồi, gặp cái thằng này mạnh cái này không biết ăn nổi không. Sai lần nó, đúng rồi. Giết được con mèo là ăn. Rồi, ok. May quá anh em ơi. Round này là chưa chuẩn bị. Để xem nào. Phải roll thôi. Kiếm 2 sao cái đã. Ok, ui ra cả rồng này. Mà trận này không chơi rồng đâu. Chơi Saman. Trận này không có rồng 5 đô anh em ạ. Chỉ có những cái trận đấu nào có rồng 5 đô tôi mới chơi 5 rồng 6 mét thôi. Mặc dù trận này có rớt, có lick ấy. Nhưng mà tôi thấy là cái bộ Saman nó mạnh hơn. Trận này có mèo 5 đô. Mét Saman mạnh hơn. Đấy, chơi 6 Saman kết hợp với cả 3 mét. Chúng ta câu được ra con gấu là ok. Nhưng mà hiện tại tôi lại đang ưu tiên cái việc là roll. Đấy. Tôi quyết định là cái con gấu này chúng ta sẽ câu ở các cái level đánh quái anh em nhá. Bây giờ tôi ưu tiên là tôi ưu tiên giữ chuỗi hơn. Cho con gấu này vào thực sự nó là một cái sự đánh đổi đấy anh em. Nên là tôi quyết định là không đánh đổi. Tôi quyết định là giữ cái đội hình mạnh. Chứ tôi không có chơi cái con gấu này. Để như này là chúng ta vừa có sách này, chúng ta lại vừa có công nghệ mách. Ui mà cái đao này gặp con súng 2 sao thì có đi không? Hỏng rồi. Mất chuỗi rồi. Khó. Đen nhỉ, gặp ngay cái thằng này. To quá. Chịu. Chơi Hunter mà full 2 sao chịu rồi.
Thôi, nói chung là mất chuỗi cũng được, cũng chả sao. Tầm này thì tôi vẫn sẽ để cái bộ Human và cái bộ Goblin. Mỗi round thắng là chúng ta ăn 4 tiền cơ mà. Thua thì nó không nói làm gì, nhưng mà thắng là coi như là một round thắng là gỡ lại 4 round thua rồi. Cái lượng tiền của nó bù đắp lại nó là rất lớn. Đấy. Thế là vẫn chả có tội gì mà không cho Human vào, không cho Goblin vào cả. Free roll rồi free sack áp cấp. Trừ khi là con Thunder tôi lên được 2 sao tôi mới bỏ vào thôi, chứ còn bỏ con Thunder vào nó cũng không mạnh hơn ở mấy đâu. Cái lượng đam chủ yếu đến từ hai con Zipper và cái con Lava Shaman thôi mà. Hai con gây đam là sát thương chuẩn, nó cũng chả có phụ thuộc nhiều vào cái bộ mết đâu. Chúng ta giảm kháng phép của đối thủ nhưng mà thực ra cũng chả tăng được mấy. Bởi vì những cái con bắn trưởng bây giờ toàn 1 sao. Cái con Flame Wizard này, rồi cái con Heaven Bomber nó toàn 1 sao thôi. Thế là cái lượng đam khi mà chúng ta kết hợp cái bộ mết nó cũng chả có gia tăng được nhiều. Cứ để như này thôi anh em ạ. Mua rau ăn 4 tiền vào ngon. Rồi. Cái lượng tiền này nó sẽ không có được cộng theo cái kiểu là cộng thẳng vào tiền, mà nó sẽ quy ra sách, quy ra công nghệ mech. Đây là nhiều khi anh em thấy là nó không có giá trị thôi, chứ còn thực ra nó khá là giá trị đấy. Anh em roll mà anh em roll đen ấy thì nó phí, nhưng mà nếu mà anh em roll mà may may mà anh em ra được một dàn 2 sao ấy thì rõ ràng những cái công nghệ mech đấy nó rất có giá trị. Đấy, những cái công nghệ mech nó là cái free roll cho anh em. Mỗi nào anh em roll mà anh em không mất tiền. Còn cái sách thì rõ ràng là anh em sẽ được cộng thẳng vào cái level của anh em rồi. Hoàn toàn là rất là ok. Đấy, nào này tôi nghĩ là tôi cũng lại tiếp tục chiến thắng thôi. Cái con Zipper là cái con đang gây đam chính của tôi đấy. Zipper, đấy, Lava Shaman, hai con đấy. Nên là nó rất khỏe. 2 sao rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với round quái. Và đương nhiên là tôi sẽ câu gấu. Đấy, cái round này thì sẽ bỏ con Lava Shaman ra câu con gấu thôi. Nhiều anh em sẽ tự hỏi là nếu mà câu gấu ấy, mà cái câu mỗi một cái round là cái round 15, hay là câu mỗi một cái round quái thì liệu rằng là nó có ăn thua không, nó có đủ không. Thì tôi nói thật với anh em là nếu mà anh em đã may mắn ý, thì kiểu gì con gấu nó cũng sẽ ra. Kể cả là một round câu gấu thì anh em cũng sẽ ra. Còn nếu mà anh em đen ý, 20 round anh em cũng sẽ không ra con gấu nào đâu. Thế là anh em cũng chả có phải ngại gì đâu. Nhiều khi là đến cái round quái này anh em mới thấy là có con gấu ở trong cái cửa hàng ấy. Anh em mua con gấu anh em vứt vào, biết đâu đấy lại ra gấu, đúng không? Đấy. Ra gấu kể cả anh em không chơi. Anh em không chơi gấu, anh em không chơi Shaman, anh em không chơi Mage, anh em không chơi Assassin. Thì anh em vẫn có 2 tiền để anh em bán đi, anh em lấy tiền. Thế là cũng là quá là tuyệt vời rồi. Úi dồi ôi. Anh em ơi, anh em thấy chưa? Tôi đã nói rồi. Khi mà anh em đã may mắn ấy thì kiểu gì nó cũng sẽ ra gấu, kể cả anh em câu một round. Còn nếu mà anh em đã đen ấy thì anh em không câu ra gấu đâu anh em ạ. Ok rồi, thế là lên 8. Lên 8 là vừa kẹp được 3 mét, lại vừa kẹp được 2 gấu. Đấy. Quá là tuyệt vời. Rồi. Thôi cái tầm này tôi cũng không cần công nghệ mech nữa anh em ạ. Tầm này không cần công nghệ mech nữa. Tầm này ưu tiên sách hơn. Rồi nè. Ok. Chúng ta sẽ chuẩn bị cọc luôn. Cái con gấu mết hiện tại thì nó cũng có thể là nó sẽ gánh được một thời gian nữa đấy. Mặc dù là nó 1 sao nhưng mà con này nó khá là mạnh. 1 sao nó có thể gánh được đến khoảng round 20-21. Cố gắng làm nào để chúng ta có thể là câu được cái con gấu mết lên 2 sao. Thực ra cái việc đẩy cấp sớm này ấy, tôi chỉ cần lổ một cái con gấu mết nữa thôi nhá, nó tự triệu hồi ra ấy. Thì cái việc tôi up cấp lên cái cấp cao này, tôi sẽ ra cái cơ hội ra được cái quả trứng nó dễ hơn. Đấy.
quả trứng nó là cái con tướng 5 đô, và khi mà chúng ta up cấp lên cấp 10 ấy, cái tỷ lệ ra trứng nó sẽ có khả năng, và tôi sẽ lấy quả trứng tôi đập cho cái con gấu mết cũng rất là ok. Đó, nên là chơi cái bộ Saman này cứ đẩy cấp sớm thôi. Đánh ở cấp 9 là ok nhất. Lên cấp 10 thì nó quá là perfect rồi, nhưng mà nếu mà không lên được 10 ấy, đánh ở 9 nó là hợp lý nhất. Có tỷ lệ ra già này, có tỷ lệ ra những cái quả trứng, có tỷ lệ ra mèo 5 đô. Quan trọng nhất đấy là ra mèo 5 đô. Thằng này nó đánh gì đây? Nó đánh assassin hay là nó đánh Clyde đây? Trông ảo đấy. Hay là rồng kết hợp với assassin? Liệu rằng có chơi cái bộ đấy không? Ba rồng kết hợp với 6 assassin luôn. Đánh được ở level 8. Tầm này bây giờ chỉ có mong chờ là ra nổ cái con gấu Saman thôi anh em ạ. Gấu mết thì nó chỉ 9 điểm thôi, chứ nó chưa thể 10 điểm được. Chơi mà chơi mết Saman thì nó phải nổ con gấu Saman thì chúng ta mới có 10 điểm cơ. Ra con gấu mết vẫn chưa ăn thua, phải ra gấu Saman. Đấy, ra gấu Saman xong rồi kể cả không ra gấu mết cũng được mà. Cái quan trọng là ra gấu Saman thôi, để kích hệ 6 Saman. Cái bộ Saman nó đặc biệt ở cái chỗ là chúng ta bắt buộc chúng ta phải ra cái con gấu Saman thì chúng ta mới có thể kích được cái hệ Saman nó khỏe được. Đấy, chứ còn nếu mà chơi kiểu là có mèo 5 đô nhưng mà phải kích hệ bằng cái việc là kích Wizard ấy, thì tự nhiên mất 2 slot. Mất 2 slot cho Wizard rồi, nó sẽ không phát huy được cái hiệu quả của cái bộ Saman. Bộ 6 Saman nó sẽ biến như con Saman liên tục để biến thành như con 5 đô 5 đô 2 sao, 5 đô 3 sao. Chính vì thế nên là càng nhiều Saman càng tốt, sẽ có nhiều những cái con 5 đô hơn ở trên cái bàn cờ khi mà nó biến dần. Nhưng mà anh em mới hy sinh tới 2 con là anh em đã mất 2 cái slot Saman rồi. Đấy, rất là đáng tiếc. Nên là chúng ta cứ chơi Saman là chúng ta cứ chơi hàng deal thôi, chứ không chơi cái thể loại fake. Pha ke và kia các thứ vào yếu lắm. Mà chơi fake ấy, nó có một cái yếu đấy là không kẹp được cọc vào level 10. Chơi cái bộ Saman, nếu mà chúng ta chơi mà đủ 6 Saman hàng real ấy, tức là câu được ra cái con gấu Saman là chúng ta sẽ chơi được cái bộ Saman nó hoàn chỉnh. Nó có được cái cọc ở level 10, nó sẽ giúp cho anh em có thể bảo vệ cái hàng Saman rất là ok trước khi bị bớ vào bởi những cái con tướng co của đối thủ, như là con Fallen Witcher trong cái bộ Witcher thời điểm hiện tại. Nó sẽ blink xuống và nó sẽ đánh vào cọc thay vì nó đánh vào những con Saman ở phía dưới. Đấy. Ui, trận này cũng có Saman này. Cũng có Saman và nó đã ra được con gấu Saman phải không? Nó ra được 4 gấu rồi. Ok. Vậy là thằng này nó câu được ra con gấu Saman. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn đang tham chơi cả 4 gấu kẹp với cả Saman. Tôi vẫn ăn được. Lại ra cái con gấu đủ ạ. Thề. Bây giờ tôi cần là con gấu Saman cơ. Nếu mà không ra gấu Saman ấy thì tôi cũng sẽ không chơi 6 Saman đâu anh em nhá. Nếu mà không ra 6 Saman tôi chơi 4 Saman luôn. Chỉ chơi 4 Saman thôi, sau đó kẹp mết vào. Ví dụ như là 6 mết 4 Saman đánh ở level 10 chẳng hạn. Thì nó cũng rất là ok, bởi vì trận này có rớt này, có lick là những cái con 5 đô. Đấy, 5 đô ở trong cái bộ mết thì kẹp 6 mết kẹp với cả 4 Saman cũng khá là khỏe đấy. Miễn là làm sao con Saman nó là những cái con to tiền. Ví dụ như mà chúng ta lên được cái con mèo 5 đô mà lên 2 sao ấy. Khi mà chúng ta vào chúng ta chơi 4 Saman là nó có thể gọi ra được một cái con tướng 5 đô 3 sao. Đấy. Mà nó gọi ra Tsunami hay là gọi ra Zerg 3 sao hay là gọi ra Lick 3 sao. Hoặc là con Light Split 3 sao thì nó gọi là rất là mạnh. Thế nên là cũng chỉ cần là 4 Saman thôi. Đến đây sẽ có một vài anh em thắc mắc là cái bộ 6 Saman kết hợp với cả 3 mét hay là cái bộ 6 mét kết hợp với 4 Saman thì cái bộ nào nó mạnh hơn. Thì bộ nào mạnh hơn nó còn tùy chỉ trường hợp anh em nhá. Tùy trường hợp, tùy vào cái truyền thuyết của anh em. Đấy.
Ví dụ như nếu mà anh em chơi 6 mét mà anh em ra được con rớt 2 và con lick lên 2 sao, anh em kẹp vào cái bộ 6 mét kết hợp với 4 Saman đi thì nó cũng rất khỏe đấy anh em ạ. Nó rất khỏe đấy. Thường là tôi cũng hay chơi cái bộ đấy mà đấu với cả những cái bộ Saman khác khi mà form đủ bài. Chỉ cần là con rớt lên được 2 sao thôi nhá. Và khi anh em dồn toàn bộ đồ cho rớt ấy vào phát là nó giật là bay lóc luôn cái bọn Saman, không kịp hóa luôn. Rồi, thôi rôn rồi. Đây rồi, đủ bộ nha anh em nhá. 4 Saman đây này. Trận này tôi sẽ cố gắng vẫn để con gấu vào câu nha anh em nhá. Hiện tại là chúng ta cũng đủ bộ rồi. Nên là tôi sẽ cho con gấu vào câu. Đây. Đủ bộ. Vẫn thừa slot 4 Saman kẹp cọc 3 mét vẫn thừa một slot mà. Nhà cho con gấu vào câu. Vẫn phải câu ra con gấu Saman để đánh được 6 Saman. Phải có gấu Saman thì mới chơi được 6 Saman anh em nhá. Đấy nên là chúng ta vẫn sẽ câu thôi. Tầm này thì giữ được máu rồi nên là cũng vô tư. Đấy bộ Saman rất lợi thế ở trong giai đoạn này. Ok. Từ round 22 đến round 25 thoải mái luôn. Khi mà form được 4 Saman. Ui ôi, tôi ra được con gấu mết nữa này. Vậy là chỉ còn một con nữa thôi. Hoặc là một quả trứng nữa thôi. Đấy, cơ hội lên được gấu mết 2 sao là có nhá. Gấu mết ở trong cái bộ mết Saman cũng rất là ok. Con gấu mết ấy, tôi nghĩ là có nhiều lúc nó còn khỏe hơn con già cơ. Mặc dù là nó chỉ có 2 tiền thôi. Thực chất những cái con gấu ấy nó chỉ có 2 tiền nhưng mà cái sức mạnh của nó là bằng tương đương với một cái con 5 đô đấy anh em ạ. Chứ nó không phải là 2 đô đâu. Đấy, cái sức mạnh của con gấu mết này, con gấu đá hay là con gấu meteorite, con gấu sasin ấy, những cái con đấy sức mạnh của nó đều tương đương với những cái con 5 đô hết. Đấy, bởi vì là chơi nó đâu phải là, mặc dù nó là 2 sao, à nó là 2 tiền nhưng mà đâu có dễ ra đâu. Nó có ra được đâu. Nó không mua được. Đấy, đâu có dễ chơi đâu. Khó chơi thì nó phải đánh đổi bằng cái sức mạnh của nó, đúng rồi, đúng không? Ôi giời anh em ơi. Thế rồi, xong rồi, thế thì quá tuyệt vời anh em ạ. Bây giờ tôi ngồi im, tôi up cấp dần lên level 10 đó. Không phải làm gì nữa, cái con gấu này mà nó lên được 2 sao thì thôi. Ơ mà anh em ơi, cái Berlin của tôi đâu nhỉ? Tôi nhớ rõ ràng tôi có cái Berlin cơ mà. Ơ thế sao con này nó không có cái Berlin? Ơ điêu thật đấy. Berlin đâu rồi? Rèn cái Berlin rồi à? Tại sao tôi lại không rèn được cái Berlin? Berlin rõ ràng là vừa nãy có Berlin mà. Chả nhẽ tôi lại ngáo đến cái mức độ mà tôi rèn cái Berlin nhở? Ơ vãi đài. Rồi gặp cái thằng Saman này. Nhưng mà bây giờ anh em ơi, bây giờ tôi có con gấu mết 2 sao thì ngán gì cái thằng này nữa đâu. Trời ơi, gấu mết 2 sao đẩy cực kỳ kinh khủng. 9k đam kìa. Từ từ đã nha, bỏ cái này đã. Chỉ cần một con thôi. Một con lên 2 sao được rồi. Ơ, tôi có cái Berlin. Chắc là tôi ngáo ở cái giai đoạn nào đấy tôi rèn nó rồi anh em ạ. Tôi nhìn thấy khi mà tôi rèn bây giờ thì nó không có cái Berlin nữa. Chắc là rèn mất rồi. Điên rồ thật sự. Trận này nhiều thằng Thái Lan không này? Bây giờ mới để ý. Trận này lắm Thái Lan thế. Ơ có thằng nào sang nó soi nhỉ? Chưa kịp nhìn. Thằng nào sang lướt nhanh đấy nhỉ? Sang soi mình. Soi thì có làm gì được đâu. Khổ. Gấu Saman tôi vẫn chưa ra. Nhưng mà tôi có cái con gấu mết mạnh như này. Nói chung là cũng chả có làm được gì tôi. Soi tôi chỉ cần đổi vị trí con gấu Saman. À cái con gấu mết là được mà. Rồi, thôi được rồi, đổi đồ tím thôi. Ok. Rồi. Lên 10 là có thể kẹp thêm được con Tsunami. Khá là ngon. Trong trường hợp mà chúng ta biến ra là con Light Speed thì con Tsunami này nó sẽ combo với con Light Speed đó, tạo thành một cái chuỗi combo rất mạnh. Nói chung là đội hình là mạnh rồi, chuẩn rồi.
bây giờ là có câu của con gấu Saman hay không thôi. Tôi quyết định là sẽ giữ đến round 30 nha anh em nhá. Đằng nào thì bây giờ chúng ta chả nhét được thêm con gì vào nên tôi quyết định là câu thêm gấu đi. Bây giờ mà nổ cái con gấu Saman nữa thì perfect luôn. Chơi sẽ là hai gấu kết hợp với cả 6 Saman 3 mét kẹp với cả cọc. Rồi. Này thì Witcher với chúng tôi. Rồi làm sao? Ui giời anh em ơi. Nhìn cái con gấu lướt kìa. Witcher đi luôn. Ui giời, Witcher trận này có nhiều thằng chơi Witcher đúng không? Vô tư đi các bạn ơi, các bạn cứ chơi đi. Các bạn chơi Witcher các bạn phải trả giá trong cái trận đấu này. Nghe nói là các bạn có vẻ như là đam mê Witcher đúng không? Meta Witcher đúng không? Ok. Rồi, một thằng ra đi, còn một thằng Witcher nữa. Hai thằng Hunter, một thằng Witcher, một thằng Saman kẹp với Metalith đánh ở level 10. 6 Saman kẹp với cả 4 Metalith à? Ok. Vậy tôi chỉ chơi 4 Saman thôi, kết hợp với cả 3 mét thì có ăn được không? Ăn được không? Sợ gì, cái con gấu mét này nó cũng giống như con rớt vậy. Vào trong một cái lướt luôn là có khi là Saman nó chưa kịp hóa đâu anh em ạ. Con này nó lướt nhanh lắm. Tốc độ của nó nhanh hơn con già tụ trưởng rất nhiều. Gần như là nó vào phát nó lướt tới nơi luôn rồi. Ây da, thằng này nó chơi Hunter bò góc à. Con gấu của tôi nó không lướt được hết. Nhưng mà bạn ơi, đội hình khỏe. Đội hình ra là con Assassin thì làm sao mà ăn được. Ốc mạnh lắm. Ấy, từ khi có cái con gấu lên 2 sao là tôi đánh chuỗi luôn này. Khỏe không? Tsunami. Tôi vừa kiếm full 2 sao luôn nhá anh em nhá. Tôi roll luôn. Kiếm trong lúc đấy kiếm con mèo luôn đi. Quá tuyệt vời. Đó. Lick này. Có chơi con Lick không nhỉ? Nếu mà ra rớt thì có thể là cho Lick vào chơi cũng được. Chơi 6 mét đi. Hiện tại là cũng đang ở đây là cũng đang có là 5 mét rồi. Thiếu con rớt thôi. Phải tách sang hai bên này. Rồi tách sang hai bên ạ. Tách sang hai bên con gấu lướt phát chết luôn ạ. Làm sao mà một cái con súng này nó có thể làm được gì? Một cánh én nhỏ thì không thể làm lên một xuân được đâu. Nại ra con gấu đủ ạ. Đen thật. Đến cái giờ nào rồi mà vẫn chưa ra gấu Saman cho tôi. Cay thật đấy. Có lẽ tôi sẽ giữ lốt cái con gấu đủ ở trong cái đao này anh em nhé. Hy vọng là sau cái đao này là chúng ta có thể câu ra con gấu Saman. Đao này đao lửa vẫn được. Đến round 30 chúng ta vẫn có thể câu được một round nữa. Đấy. Sau round 30 thì khả năng là tôi sẽ vứt cái con Light Spirit này vào. Để nó combo với cả cái con Tsunami. Chúng ta sẽ có thêm một cái lượng đam rất là lớn. Cái thằng kia nó cũng câu ra con gấu mết 2 sao rồi kìa anh em kìa. Nhưng mà có vẻ như là nó không chơi. Nó không chơi mết mà nó chơi Metalist cơ. Anh em nhìn này. Saman với chúng tôi kể cả là 6 Saman. Kể cả là 6 Saman. Thằng này chưa 6 Saman đâu. Thằng này mới 4 thôi. 4 Saman. Ây da, khỏe nhờ. Lướt phát lửa chết. Úi giời, nó lại bật cốc lên thế này, thật chịu. Nó có hồi máu. Giáp xoay nữa chứ. Ây à, đồ nó thế giới đấy. Đồ của nó là cái búa xét này, xong rồi lại giáp xoay. Đấy, khá là thế giới đấy. Metalist chính ra cầm cái món đồ như thế là nó cũng mắc binh lắm. Nó lại còn có cái món đồ kháng phép nữa chứ. Nó có cái áo mưa giảm 30% kháng phép. Tức là chúng ta kẹp mết vào là gần như là chúng ta không có hiệu ứng gì của mết rồi. Nó triệt tiêu với cái khả năng giảm kháng phép của mết 3 mết. Đấy, chúng ta trừ của đối thủ 30% thì đối thủ có cái áo mưa nó cũng sẽ cộng lại 30% kháng phép thôi. Gặp cái thằng đấy có vẻ không có đam kết liễu.
Nhưng mà khi mà chúng ta lên được 6 Saman thì chúng ta sẽ có đam kết liễu thôi. Sẽ có đam đến từ những cái con tướng 5 đô. 5 đô 3 sao là sẽ có đủ đam để giết được cái con đấy. Ra con gấu Saman đi nhá. Hy vọng, hy vọng, hy vọng. Nếu mà trận này mà round này không ra Saman thì thôi tôi cũng giải tán cái bộ Saman thôi. Vẫn còn có một cái cách khác để chơi con đấy. Ok. Rồi, dấu hiệu bão à. Được. Đổi thêm một cái món đồ tím nữa được không? Đang thiếu vẫn chưa đủ. Thôi được rồi, từ từ đã. Đủ 7 món thì mới đổi. Chứ còn bây giờ những cái đồ bắn trưởng thì tôi cũng không đổi sang cái đồ tím đâu. Con già là vẫn còn đang thiếu đồ mà. Để đồ cho con già full đồ đi. Ui dồi ui, lại split lên 2 sao luôn. Thôi được rồi. Đấy, nó cũng đúng tiến độ ấy. Đang này bảo bỏ con gấu ra cho lại split vào thì là nó cũng lên được 2 sao luôn. Thế là rất là ok rồi. Được rồi. Như này đi. Chúng ta sẽ dồn đồ cho con light split nữa. Chơi 2 co. Đấy, như này là quá tuyệt vời rồi. Rồi. Witcher này. Witcher với chúng tôi. Ui dồi ôi anh em ơi. Nó thậm chí nó còn chưa kịp biến luôn. Thế thì mình xin cái chuỗi nhá. Đi không? 11 máu. Quá khỏe. Cùng với đó ra là cái con mèo Saman. Ok. Tôi nghĩ là để như này thôi anh em ạ. Chơi 4 Saman mạnh rồi. Chả cần 6 Saman đâu. Rớt này. Hay quá. Rớt lên được 2 không? Chơi này không cần rớt lên 2 cũng được. Có mèo tôi nghĩ là cũng chả cần rớt lên 2. Ui dồi anh em ơi, vào phát bay màu hết Saman luôn. Chả kịp làm cái gì anh em ơi. Cái combo nó quá mạnh luôn anh em ạ. Combo line split. Thực sự là như thế luôn. Vào phát bay màu hết toàn bộ Saman. Thôi còn nốt cái bạn này thì thôi xong rồi gì đã. Đúng không? Bây giờ chuyển kiếm một cái món đồ tím nữa đi. Hay là đồ cam nhỉ? Đồ tím thôi. Tôi lấy đồ tím thôi. Rồi ô luôn. Quá tuyệt vời. Thôi xong à. Đấy. Quá đẹp luôn. Chả cần đồ cam. Đánh đồ tím thôi là đã đủ ăn đối thủ rồi. Thằng này nó đang có cái kiểu là nó xếp cái con Taboo Witcher đặt ở trước mặt con Tsunami của tôi để không cho con Tsunami nó tung trưởng. Nhưng mà có cọc mà. Có cọc thì cái bộ này nó đâu có sợ đâu. Đánh vào cọc thì con Tsunami vẫn tung trưởng bình thường thôi. Thậm chí là còn không đánh được phát nào. Không đấm được phát nào vào cọc luôn ý anh em ạ. À. Dã man. Không biến kịp luôn. Anh em nhìn thấy quả vừa rồi con phô lần bước chơi đối thủ không kịp biến luôn thì đã bay màu rồi. Chính ra chơi cái bộ Saman Bet này nó cũng khá là counter meta đấy chứ, đúng không anh em? Đấy. Witcher vào bị bắt lạt cho như con này này. Miễn làm sao anh em ra là con gấu mết 2 sao, anh em ra là con Thunder 2 sao. À, anh em ra được cái con Light Split 2 sao và anh em ra được cái con Tsunami 2 sao là anh em bắt lạt được nó. Anh em nhá. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Chơi Aegir Seed và lấy đồ Kira thì nó mạnh cái cỡ như nào anh em nhá. Anh em có thể chọn clip bên trái anh em xem. Có thể là phải nói là sức mạnh nó là một hit một con đấy dành cho cung đen đấy, nhưng mà cái kết thì nó lạ lắm. Anh em có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ Aegir Seed. Không chơi Kira nhưng mà chúng ta sẽ chơi chuẩn bài Aegir Seed thì nó như nào anh em nhá. Đấy, Aegir Seed chơi theo phong cách siêu đẩy với một cái tốc độ trận đấu rất là nhanh. Chỉ hơn 30 round thôi là kết thúc trận đấu rồi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc
cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.